Good afternoon, everybody. My name is Shannon Edwards. I'm from America, and I am taught English. Oh, okay. My name is Shannon Edwards. I'm from America, and I have taught English at American English School for 2 years. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Shannon. Tôi đến từ Mỹ và tôi đã dạy tiếng Anh ở AMET được 2 năm rồi. I am honored and pleased to be a representative for all teachers here to deliver this farewell speech. Tôi rất là vinh dự được đại diện cho toàn thể giáo viên để đến đây gửi đến các học sinh yêu quý lời chào ngày hôm nay. Today, the 30th of June is a day of joy, particularly for the graduating students of the amazing summer course at Ames and their parents. We are all here to bid farewell to our students who have successfully completed their summer course. Hôm nay là ngày 30 tháng 6 là một ngày rất đặc biệt với tất cả các bạn nhỏ của khóa học Amazing Summer 2017 cũng như các phụ huynh của chúng ta. Tất cả chúng ta có mặt ở đây để cùng chúc mừng cho các học trò của mình đã hoàn thành xuất sắc khóa học. I welcome you all to this colorful ceremony. Chào mừng mọi người đến với lễ kỷ niệm này. My dear students, despite some hard tasks that you have encountered in this course of your studies, at the end of it all, you completed this part of the journey with great achievements and beautiful memories. Các bạn học sinh thân mến, mặc dù trong khóa học này các em đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhưng tất cả em đã hoàn thành chặng đường này một cách rất thành công và đã để lại trong nhau những kỷ niệm vô cùng đẹp. Being tough with you at times does not mean that we hate your set. But to prepare you for a greater challenge ahead and to nurture you to build a strong foundation for your next level. Mặc dù có những lúc những thầy cô vẫn còn nghiêm khắc với các em, nhưng điều đó không có nghĩa là thầy cô ghét bỏ các em, mà là để các em sẽ chuẩn bị những thử thách sau này và nuôi dưỡng xây dựng một nền tảng vững chắc cho những chặng đường tiếp theo. Under our guidance, you have attained this impressive milestone in your life with great honor and great integrity. Và dưới sự dẫn dắt của chúng tôi, các em đã giành được một cột mốc quan trọng trong quá trình trưởng thành của mình. Today, I am honored to say we are proud of your achievements over the month, your various accomplishments in almost all curriculum and extracurriculum activities, and your maturity day by day. Ngày hôm nay, tôi rất vinh dự để nói rằng chúng tôi vô cùng tự hào với những thành tích mà các em đã đạt được trong suốt một tháng qua. Các em đã dần phát triển và hoàn thiện hơn trong từng ngày. Your brilliant achievements in academic discourse and your life skills are indeed acknowledged. Your sweet memories will forever remain in our hearts. Những thành tích tuyệt vời mà các em có được trong học tập và kỹ năng sống và hơn hết mọi kỷ niệm đẹp của các em trong một tháng vừa qua sẽ mãi in sâu trong tâm trí của chúng tôi. At this point, I want to implore my dear outgoing students to always see yourselves as good ambassadors of this school and never allow selfish interest to blemish the integrity you have nurtured over this month in this great school. Và tại thời điểm này tôi muốn nhắc nhở các em rằng các em hãy luôn ghi nhớ rằng các em là những đại sứ của chúng tôi và các em đừng bao giờ để sự ích kỷ của mình làm ảnh hưởng đến những điều tuyệt vời mà các em đã được nuôi dưỡng trong suốt khóa học này. Be kind and good to the people you meet on your way up. Think big thoughts and be optimistic in whatever you are doing. Hãy luôn đối xử với tất cả mọi người luôn lạc quan và suy nghĩ tích cực với tất cả mọi việc mà các bạn đang làm. On behalf of the school, I bid you farewell and wish you the best of luck in your days ahead. Thay mặt cho Học viện Anh ngữ AMET, tôi xin được gửi lời chúc may mắn tới tất cả các em. Thank you, Ames, for allowing me to teach these wonderful students, and thank you so much for listening today. Cảm ơn Anh ngữ AMET đã cho chúng tôi được dạy dỗ những học sinh tuyệt vời này. Cảm ơn anh ngữ AMET đã lắng nghe những lời chia sẻ của tôi. Thank you so much. Thank you. And a student will give you a bunch of flowers. Okay. So take photo. Thank you. Một tràng thật lớn được không ạ? Okay. Thank you so much. Thank you. Vâng, cô đã nhìn thấy tình cảm của các bạn nhỏ dành cho cô Shannon rất là nồng hậu đúng không ạ? Còn trên sân khấu này đây, chúng ta sẽ cùng được làm quen với một bạn nhỏ nhé. Hi, what's your name?
My name is Phạm Duy. Phạm Duy, nice to meet you. Nice to meet you too. What's your name? My name is Lan Anh. Duy, so how do you feel now? I feel very happy and excited. Oh, very happy now? Yes. So, would you like to share your feeling about summer course? Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Phạm Duy from AS5 class. I'm at Israel City. It's my honor to be here to say thanks to all foreign teachers, Vietnamese teachers, American English school staffs, and all my beloved friends at AMS. During the amazing summer course, I've learned science English, communicative English, art and craft, storytelling, presentation, dance sports, and many, many other things. They are so amazing. They're so amazing. I think that you, my dear friends, will have the same feeling. We shared a lot of happy time together. I'll miss you so much, and I hope that we'll try our best to get good results at school. Once again, from bottom of my heart, I would like to say thanks to all of you, my teachers and my friends. I hope that I'll meet all of you next amazing summer course at AMS. Thank you so much for listening to me. Thank you so much for the sharing. Một tràng thật lớn dành cho Phạm Duy được không ạ? And see you next summer. Yes. Okay, thank you. Thank you. Cô tin chắc rằng là rất nhiều những bạn nhỏ phía dưới sân khấu đều có những cảm nghĩ của mình, những suy nghĩ của mình sau khi hoàn thành xong khóa học tiếng Anh hè bán trú tại hệ thống Anh ngữ AMS đúng không nào? Và ngay bây giờ, không để mọi người phải chờ đợi lâu hơn nữa, 24 tiết mục đến từ 4 chi nhánh Lò Đúc, Minh Khai, Royal City và Đống Đa đã rất sẵn sàng. Tuy nhiên, cô muốn hỏi các bạn nhỏ rằng tiết mục đầu tiên, thông thường thì chúng ta có hơi run tí xíu không nhỉ? Có hơi run không? Thế làm thế nào để chúng ta sẽ cùng động viên các bạn nhỏ với tiết mục đầu tiên nhỉ? Một tràng vỗ tay thật lớn dành cho tiết mục đầu tiên được không ạ? Ngay bây giờ chúng ta sẽ chào mừng ra sân khấu tiết mục đầu tiên đến từ lớp AS6 chi nhánh Lò Đúc. Chúng ta sẽ cùng đến với một đội cổ vũ siêu nhí và siêu đáng yêu. Hãy cùng đến với Domino!